Và vì sao thì chị lại di chuyển cái nơi ở của mình lại đây á, thì thông tin với cô bác của chị á, để tìm được chị ở đây á, sáng giờ bùi hồ cũng mất hết cả một buổi sáng để tìm. Mẹ bỏ, chị hai bỏ. Chị hai bỏ mẹ rồi hả? Còn ba? Ba thì ở tù rồi. Sao mẹ ba ở tù? Cái gì? Ba chạy thuốc. Cái gì ba chạy thuốc? Kêu con ở nhà còn không chịu, kêu đi kiếm việc làm, kiếm tiền nuôi mẹ chứ ba mẹ cũng khổ. Bây giờ em mua chai thuốc em đổ mẹ cho chứ hai đứa này cho chết em chết theo luôn chỗ xong rồi. Em nghĩ là cuộc đời em sẽ vô phước khổ thế ghê luôn thì chưa được thấy khổ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị, cũng như video clip trước á, thì Bùi Hồ có nói là sẽ lên nhà thăm lại chị Nguyệt cũng như là mẹ của Thanh, một cậu bé mà lang thang kiếm tiền để mà tìm việc làm ngay tại Bình Dương á cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay trở về đây thì cô bác quý anh chị thấy một cái khung cảnh khá là lạ là gia đình của chị á, bây giờ còn chị với lại hai bé nè, sống ở trên một cái chiếc ghe này nè. Chiếc ghe này thì trước đây á thì do là lý do là chị sống ở trong một cái tấm bạc á cô bác quý anh chị. Và sau đó thì được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì cắt lên một cái giống như một cái nhà bè cho chị á. Cũng khá là lâu rồi, gần 3 năm thì Bùi Hồ mới quay trở lại đây. Và vì sao thì chị lại di chuyển cái nơi ở của mình lại đây á, thì thông tin với cô bác quý chị á, để tìm được chị ở đây á, sáng giờ Bùi Hồ cũng mất hết cả một buổi sáng để tìm liên lạc với chị. Cũng đi cũng vất vả lắm, từ Hồng Ngự xuống đây cũng khá là xa cô bác quý chị. Và sáng ngày hôm nay á, thì chị đi mới vừa đi thăm chồng của mình. Rồi chồng bị bắt ở tù á cô bác quý chị. Ồ, cái cầu miếng dán rất là nhỏ nha, mà các bé đi cũng khá là hay. Trà thuốc là bị bắt rồi. Ây da. Nóng quá. Đây nè chị Nguyệt nè, với lại bé Miếng đúng không? Dạ, thêm đứa nữa. Thêm đứa nữa, mấy năm rồi em chưa gặp chị? Cũng 2-3 năm rồi anh. 2-3 năm rồi. Dạ. Em liên lạc của chị cũng đâu được đâu. Em đeo cái mít với. Em cũng nhớ rồi. Em coi trong cái mấy anh với anh phòng bụi rồi qua bên gì bên mấy người mà đang lùi đó. Ngồi đi. Em cũng vui được giúp cho người ta. Dạ. Ây da. Rồi cuộc sống của mình bây giờ sao rồi? Ẵm hai bé đi. Sống em giờ ngày em khổ nhiều lắm, em gắng bớt bụng chịu chứ. Con thì bỏ đi, rồi chồng thì ở tù. Mình nuôi hai đứa này nè. Em bán ngày cũng chậm tờ số, mà số còn đóng em đâu có ấy đâu. Cậu. Cậu. Bán ngày con chậm tờ. Con cho chậm tờ. Em bán số lâu chưa? Bán số cũng cả tháng nay rồi. Cả tháng nay rồi. Em không có tiền bán, bà nhờ bà gì đó đó, bà mượn giùm. Mượn giùm rồi đi cũng như bán mình lấy lời, còn cái vốn gì giữ lại. Bé Miếng năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Bé Miếng năm nay được 5 tuổi rồi. Bé con nhớ cậu rồi. Con 5 tuổi hả? Nhớ cậu không? Em đeo cho chị. Cậu tên gì? Mới à. Cậu quên rồi. Cậu gì? Cậu tên gì? Cậu Hồ. Cậu Hồ giỏi ta. Có được đi học không? Không. Không hả? Hàng ngày lớn lên. Đi với mẹ bán vé số hả? Dạ. Rồi chị anh Thanh với chị đâu? Đi cô lại. Đi Cao Lãnh rồi hả? Còn chị hai? Chị hai đi... Đi làm bạn chị hai cho không có... Mẹ bỏ... Chị hai bỏ... Chị hai bỏ mẹ rồi hả? Còn ba? Ba thì ở tù rồi. Sao mẹ ba ở tù? Cái gì? Ba chạy thuốc. Cái gì ba chạy thuốc? Ba ở tù lâu chưa? Lâu rồi. Nhớ ba không? Nhớ. Vậy hả? Mới đi vô thăm ba đó thì... Mừng lắm. Đi vô thăm ba nói gì? Nói lớn lớn lên. Ba nói là ráng lên. Ráng rồi ngày mai ba chuyển cô khác. Ba gì? Ba chuyển chỗ khác hả? Ừ, ba nó mừng cỡ tờ 10 ngày nữa giờ đi chỗ khác rồi, cũng như người ta chuyển đi rồi, ảnh ra tàu rồi. Án có 15 tháng. 15 tháng. Dạ. Yeah. À. Mà ảnh ở được 6-7 tháng rồi. Ba ba kêu ráng đi rồi, ba chuyển đi chỗ khác rồi, nữa tới nữa rồi vài tháng nữa ba về rồi.
là mình di chuyển xuống đây là lý do là chỗ kia người ta đang quy hoạch, người ta làm cái bờ kè. Dạ, người ta làm bờ kè. Rồi sao mình tìm được chỗ này? Nhờ cái bà dì mới nãy, bà dì mà anh uống cà phê đó. À. Em nhờ giờ bà dì đó không nó giúp đỡ giùm, bà khổ bà giúp đỡ không. Hỏi chỗ này nè, rồi mới đậu chỗ này nè. Ừ. Em đậu chỗ này cũng 6-7 tháng, đợi lúc mà đi xuống đây là còn chồng. Ừ. Chồng em giờ xuống rồi kia. Nó rồi anh xuống đây cỡ tháng ra ngoài anh bị. Và bây giờ Thanh là đi chị con không biết luôn. Em biết mà em rước nó về đây rồi nó cũng đi nữa, rước về đây cũng đi nữa. Em không biết sao. Thanh bây giờ ở đâu? Ở Hồng Ngự chảnh anh. Nó đi, nó đi Cao Lãnh nữa. Chắc giờ ngày qua nay em kiếm nó đừng đi thăm ba nó mà không có, chắc nó ở Cao Lãnh quá. Dạ nó ở Cao Lãnh. Nó ở một tháng mấy chờ với Cao Lãnh. Ừ. Rồi có điện gì vậy cho chị không? Không, nó đâu có điện nghe em đâu. Vậy hả? Không có điện gì chân. Cao Lãnh. Có hỗ trợ gì cho chị không? Không luôn, nói chung cái này nó không, giờ nó không có lo cho em nữa. Tại đi nó nuôi bản thân nó cũng được. Ừ. Bởi em giái hoài sức khỏe cho em mạnh giỏi đừng em làm nuôi hai đứa này thôi cũng được. Mà nói ngay rồi nhờ chị từ ngày bà dì đó, bà còn bỏ bà nuôi không, cơm nước gì phải lo hết trơn. Ừ. Em đi bán vậy, sáng em đi bán gần tới trưa em về cho em, nó ăn không? Em thông tin với chị gì nè. Dạ. Hôm qua. Dạ. Hôm hai ngày, cách đây hai ngày. Dạ. Em gặp Thanh ngay tại Cầu Lạnh vào lúc 10 giờ tối. Dạ. Và Thanh đi xin tiền người ta và gặp em. Anh nói với em là đi xin tiền đi Bình Dương để làm với chị Nhi. Và dạ. Em mới kêu là khuyên về đây để có gì em quay lên em thăm hỗ trợ. Em nói là nhất định phải gặp em ngay tại chỗ nhà chị. Và em tìm gia đình của mình á, là từ sáng đến giờ em phải hỏi rất là nhiều người, không ai biết, rồi chị đưa hình lên mới biết. Và đến gần hồi sáng giờ 6-7 giờ em đi. Em điện cho Nhi coi hỏi Nhi coi có ra ngoài con Nhi cũng có nói với em là Thanh nó đòi đi lên trên con. Ừ. À, mẹ ơi Thanh đòi lên con làm. Rồi em mới trả lời là Thanh chưa có giấy tờ. Và Nhi thì nó có giấy căn cước rồi. Dạ. Đó. Mà Nhi đi á thì nó nói qua nó nói như Thanh nó chưa có căn cước rồi, con kêu đi không có căn cước làm sao mà đi làm được. Mà ngày qua nay em sự thật luôn, em là kiếm nó về đừng đi thăm ba nó. Là sáng nay đi thăm ba mà em kiếm hết trơn cái Hồng Nguyện luôn, không có nó, là em nghe nó ở Cao Lãnh. Ừ. Nó có ở đây với Cao Lãnh không mà. Ừ. Mà nó nói nó ra Nhi á là em cũng em nó không có nói với em, nó chỉ là Nhi nói thôi. Nhi nói là Thanh đòi lên con. Chứ thằng Thanh nó cũng không nói với em. Mà em không có cho nó đi, em cứ rước nó về đây rồi hỏi hết đi. Em rước nó về rồi nó đi nữa, rước về rồi nó đi nữa. Em không có số gì, em nói thôi về về với mẹ, bán số với mẹ cũng được nữa. Hai mẹ con mình bán số nuôi em đi cũng không luôn. Vậy đó, hoài quý vậy đó. Rồi bé này là lúc ba em đi về là có. Dạ, cơ may là lâu mấy tháng sau có, nó được mười mấy tháng rồi đó, 13 tháng. Chị? Tên Ý. Ý. Như Ý. Sao mình bây giờ đang khổ vậy, mình sinh hơi tim em bé mà cuộc sống vất vả hơn nhiều không? Vất vả, anh có ảnh ở nhà thì em đỡ một chút một phần nào. Em đâu có nghĩ là anh bị nữa đâu. Thiệt em không nghĩ. Nếu mà em nghĩ bị đâu để đâu. Em cũng không có hay. Bây giờ không lẽ mình bỏ thì tội. Dạ tội cũng. Nó chắc nó ngủ ngoài điện không có mát. Nó đi làm xưởng đổ ngoài. Em cũng. Anh Nhi có thường về thăm chị không? Dạ không. Tiền bạc nó cũng không có cho em, hỏi hết này nó không có cho em cái gì chứ, còn bộ một tay em lo em nuôi hai đứa này từ lúc ba nó bị tới giờ. Thậm chí ba em hiện tại giờ ở dưới An Long chứ là bệnh cũng như là ổng nằm bệnh viện hoài luôn, giờ ổng sẵn nằm bệnh viện mà không ai nuôi nữa. Em mới kêu thôi nằm đại ông Ngự đi. À, ổng không chịu, ổng nói nằm người không hết bệnh, ổng nằm bệnh viện ông bầu với là 20 mấy ngày. Ba em không biết chết chút nào. Ba em nhà dưới cũng không có chỗ ở. Ba mới số 100 ngàn thì đủ chi phí không? Không đủ, giờ em cũng hôi hút, em nhịn ăn nhịn uống này kia. Rồi để cho mấy đứa này không bệnh đó, thì nó đỡ anh, còn bệnh rồi thì không có tiền. Em chạy đi mượn đồ này đồ kia không đúng á. Còn ngồi cái chiếc ghe này nó trồng trền hay sao chị? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Làm cho con. Chiếc ghe này hồi mua đến giờ nó có vô nước gì không? Dạ không. Dạ hả? Dạ. Không có vô nước. Có trời mưa anh. Trời mưa là ở trên này nè. Ở trên này là nó chạy xuống nhiều xuống là có nước hơn thôi, chứ ngoài ra
không có thấy em không? Dạ em. Em mừng hơn gì, bởi em nói giờ tay anh có bị rồi em cũng có chỗ che mát cho em chứ giờ. Nhưng mà không có cái ghe này, không có mạnh Tường Quân nó giúp em với anh giúp em thì em cũng bây giờ em không biết cuộc sống em ra sao. Tại giờ ảnh có bị rồi em cũng đỡ, em cũng có chỗ che nắng che mưa. Rồi điện ở đây là mình truyền của ai? Dạ truyền ở bên đây nè. Rồi tới tháng tính tiền, vậy. Truyền ké hả? Dạ. Bữa hổm á cái năng lượng á em mua là rồi đó. Em đem về em bán là rồi nha, tới giờ ảnh bị nha không có tiền. Bán. Rồi chứ mỗi ngày là bán 100 tờ cái số. 100 tờ em lợi 100 ngàn. Có khi không tới 100 ngàn nữa, số đẹp á thì đời của bà 70-80 ngàn. Chi phí sinh hoạt sao? Nếu như bạc thì em sáng vậy đó thì chắc đủ thôi, không có đủ mà ăn hốt vậy thôi. Em thì nhịn ăn rồi nhường cho hai đứa này nè. Còn đi vớt cá không? Ở đây em không có vớt cá, mà đi đặt cửa ngục. Đặt 12 cửa ngục. Nó 12 ngục để trên bờ đó. Đi xong đặt 12 cửa ngục. Mấy giờ đi? Chiều chiều ra đặt ngang sáng dở. Đặt thì ai giữ mấy bé? Em nên bà dì bữa nãy em gỡ không? Dạ, chứ em không có để, dám để dưới sông. Rồi đặt kiếm cá ăn. Dạ. Em để xong thì nhỏ này, nhỏ xíu này em không có sợ, mà sợ con mén. Mén nó leo trèo được, nó ăn sao được, sợ là sợ gì thôi. Rồi ở đây sinh hoạt nước sông luôn hả chị? Dạ, nước sông. Có nước uống thì em đi đổi bình nước gì đó. Em nghe Thanh nói là bây giờ mẹ của con khổ lắm. Thì khổ thứ nhất là ba đi tù lại. Thứ hai là mình cuộc sống của mình bây giờ là bị đuổi đi chỗ này nữa. Dạ, sẽ tặng đuổi nữa, em không biết giờ đâu. Bà đòi đuổi em ngày hôm kia là em năn nỉ bà. Em nói ốc ơi, rồi giờ coi chồng con bị vậy rồi, giờ đuổi con đi con không biết đậu ở đâu chứ. Giờ con không có chồng, con ốc gán đi chờ chồng con về đi. Bà đuổi đi không biết giờ đâu, em cũng không biết luôn. Em thì rồi em đàn bà dây cộ rồi em cũng buộc được, mà có cái giờ đi thì nó hơi khó thôi, không có đường ông á, khó đó. Đâu có neo xuồng được. Dạ. Neo thì có, mấy cái neo có chứ dây cộ hiện tại giờ gì nữa. Ghe giờ vô giờ ra em ra, em xuống em giờ không đó. Em xuống xong em giờ dây không đó. Ở sao? Lúc di chuyển chứ ghe là sao? Em chuyển chứ ghe em đâu có biết đâu, mà lần có chồng em chuyển xuống lại chồng em chuyển xuống đây. Còn giờ có không có chồng mình sao em biết được là em chuyển. Anh là bị đi hai lần luôn à? Dạ. Ăn chuyến này có 15 tháng à. Chuyến rồi là 3 năm đúng không? Chuyến rồi 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi hả? Dạ. Yeah. Mà anh nói được có 2 năm mà chuyến rồi cũng như ăn đặc xá, ăn cũng như mình làm tốt á, được ăn đặc xá. Cải tạo này, tốt. Cải tạo tốt. Tại sao cuộc sống bây giờ ra bế tắc với con cái nó lớn, nó phải làm phụ chị chứ? Thì anh tin anh nói thì toàn bộ nó không có cho em được cái gì, không tiếp gì chứ. Thanh cũng vậy, hồi đó còn nhờ được giờ không có. Người sửa sùng các bé hay sao, đủ không? Tả rồi sao? Không. Cũng như em bán gì đó, em nhín ra em mua lần vậy, chục miếng mua tả lẻ vậy đó. Người ta bán chục miếng cho mình lẻ vậy đó. Cũng như người ta bán ngợi cho mình, thấy mình khổ quá, thấy bán cái số đó. Người ta bán chục miếng gì 30 ngàn. Sữa thì cái em mua từ bịch luôn. Nói có trời, mua từ bịch luôn. Mỗi lần mua sang miếng đi, lần kia mua bịch về. Tới giờ ngủ uống gì sang mua bịch vậy. Lần nào em có tiền thì em mua lần 5 bịch, 10 bịch để dành. Còn không có em mua lần bịch không. Mỗi lần uống đi mua bịch. Rồi sinh hoạt gói ghém rồi cá mình tự kiếm như xong. Cá khi tự kiếm khi em cũng ít ăn, em ăn xịu à. Khi lên gì 7 cái bà gì vậy đó. Rồi bà cho ăn, bà nuôi ăn. Em ăn như chừng chén cơm, 2 chén cơm thì xong. Em lo cho mấy đứa này không? Từng con. Con kéo áo mẹ lên. Đây là bán vé số, là gỡ các bé đi bán mình. Đi bằng phương tiện gì? Hả? Em đi bộ á. Em đi bộ từ đây lên tới Hồng Ngự, ngang đi bộ về. Còn nếu mà bán có hết, em canh ai có, em có gian về. Em đi bộ mà, đâu có xe đâu đi. Còn xe nãy em mượn á, em mượn của bà dì trong đó. Mượn đường đi, em đâu có xe đâu, đi bộ luôn. Sao con nói vậy? Lúc con té xong. Sao té? Bữa đó nó té xong chứ nè. Té sao dớt lên được. Sao té? Cái gì hồi lúc trời mưa rồi cái gió bay mạnh quá con mới té. Té rồi biết lỗi không? Không, con chìm ngủm dưới không à. Chìm ngủm dưới luôn hả? Dạ. Rồi lúc đó con sợ dữ không? Dạ. Sợ
Rồi sao nói chú nghe ơi. Con sợ sáng không. Nghe hả? À, sao mình leo lên cao chi giữ cho té. Đi cây cầu á. Đi cây cầu á. Nghe hả? Dạ. Lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. À, lớn lên tính làm gì phụ mẹ? Con nấu cơm rồi giặt đồ cho mẹ. Con không có đi. Con không có đi. Con giặt đồ cho mẹ nấu cơm. Bây giờ nấu cơm được chưa? Chưa. Giặt đồ được chưa? Chưa. Rồi là làm gì giúp mẹ nữa ngoài nấu cơm với giặt đồ? Tại vì chừng nào con lớn lên á. Lớn lên con làm cái công việc gì để con phụ mẹ mình á? Con phụ mẹ giặt đồ, nấu cơm rồi rửa nước cho em. Rồi có muốn là ra ngoài đường làm cái công việc gì không? Làm dưa. Làm dưa. Dạ. Chú thấy con neo cái dòng gì bên kia á? Hai. Sao chuỗi? Sao chuỗi chi vậy? Niệm Phật, tối ngủ niệm Phật không anh? Tối ngủ niệm Phật không? Hả? Tối ngủ niệm Phật hả? Thôi đi xuống dưới ông ngoại, đi xuống ông ngoại kêu ngoại ông ngoại niệm Phật đi, đừng cho ông ngoại khỏe. Giống ông ngoại con. Niệm sao đâu? Niệm sao đâu? Niệm cho chú nghe. Rồi lăn chuỗi rồi sao? Con niệm Phật sao? Đọc niệm Phật coi. Con biết đọc. Sao không biết Nam Mô Phật gì đó? Nam Mô Di Đà Phật. Vì sao? Lớn lên. Nam Mô Di Đà Phật. Vì sao con kêu là bà ngoại niệm Phật? Kêu ngoại nó. Kêu ngoại con niệm Phật đáng đi cho hết bệnh mẹ con. Đừng mẹ con gái, đừng mẹ con hết đầu. Là em giá cho ba em hết bệnh nó qua khỏi rồi tới tháng giêng này em xuống tóc. Dạ. Dạ em giá rồi cho ba em qua khỏi tại vì chứng rồi ba em nói là là 10 phần ở đi xuống dưới hữu nghị anh là 10 phần còn chỉ có một phần một là ba em sống thôi. Bảo em mới giá rồi tới tháng giêng này em xuống tóc. Ba em qua khỏi em xuống tóc. Thì ông khỏe nó nằm ở trong ở bệnh viện hữu nghị đâu là 20 ngày. Rồi xong về rồi xong ông mẹ khỏe xong rồi ngăn đi nữa ra quê em tái phát lại nữa rồi đi xuống ông bầu nằm 26 ngày. Ông bà ngoại bệnh á, ông ngoại bệnh á thì con có nhà có niệm Phật cầu cho ngoại hết bệnh không? Con niệm Phật như thế nào? Nói đàng hoàng. Con nói như thế nào? Con nói là ông ngoại ơi niệm Phật hết bệnh đi đừng mẹ con xuống cấp. Dạ. Con có ngủ có gặp Phật không? À, con mẹ Quan Âm ha. Gặp bà Phật đó cái gì? Gặp không? Con lễ Phật. Tối em ngủ á, em cũng có khi quên thắp nhang rồi cho nó nhắc. Mẹ ơi sao mẹ không đốt nhang đi cho ông nội bà nội con với bà mẹ Phật đi. Tại hình ông nội bà nội nó thỉnh dây nè. Cũng lành quá ha. Không, anh cứ nhắc cậu bùa hồ hoài à, mà cứ họ cứ biết mặt cậu bùa hồ mà cứ nhắc hoài à. Tại cái em thằng có điện thoại đó bắt lên YouTube á. Coi ngang thấy anh với anh Phong Bụi rồi đi qua bên mấy người mà nước da đen đó. Dạ. Cũng như giúp người với đi cứu mấy người mà bị bán qua biên giới rồi đó. Em cũng vui. Mà em không có biết chữ rồi, em có mà lần em có kêu Nhi cũng như nhắn tin rồi cho cậu nói cậu rồi mẹ cảm ơn giúp được mấy người ta bị bán như vậy thì thấy khi coi em khóc luôn. Bây giờ mình có mong muốn gì không chị? Em thì mong muốn gì giờ em thấy ngại quá không phải gì bên Mạnh Thường Quân cũng cho em gì em đã vui lắm rồi em vui dữ dằn lắm giờ em khổ thiệt mà giờ em mong muốn gì em không biết mong muốn gì giờ em sống ghe chạy sống mong muốn giờ em khỏe mạnh được cho lại đi lên bán số ngày có tiền nuôi con nhưng mà em giờ không có tiền để lấy tiền lấy số và mỗi lần mượn đóng lời ngày 10 ngàn em một ngày 1 triệu thì em đóng lời ngày 10 ngàn vậy đó thì đi bán 100 ngàn còn 90 ngàn lời giữ cái vốn cho người ta hoài vậy. Con không bệnh không đau thì đỡ còn bệnh đau rồi có không muốn mua chiếc xe đạp gì đi bán với số không? Dạ muốn mà em muốn tiền mua đi bộ hoài luôn đi bộ mẹ cái chân giờ mua chiếc xe đạp em có tiền em đi bán sơ đi có xe đạp rồi sáng đi bán được cũng đấy chạy lên Hồng Ngự bán rồi nhưng muốn chạy đi xa chứ cũng được đừng dám lãnh số nhiều còn Hồng Ngự này em nói anh bán quá nhiều đi
muốn xe đạp hay là muốn xe Honda? Em muốn xe đạp mà đạp thì cho là xe Honda chạy nó cũng bất tiện, chạy khó hơn mỗi lần xuống rồi khó lên kia xe đạp thì vậy mới dễ. Ừ, cũng như có dư gần bên cũng như bên mình Quân có thương tình em giúp đỡ cho em nữa thì cho em xin tiền cũng như em đi bán số thôi, em khỏi hơn hỏi người ta, em khỏi hỏi từng lời. Em hỏi lời đúng lời mà vốn giữ nó hoài trong tay vậy. Lúc khó khăn quá rồi sao không chịu điện cho em? Em không, em ngại thì em nói thật luôn, em nói thật lòng luôn, em ngại dữ lần em nói ghét, em nói Nhi ơi một lần còn Nhi ơi, Nhi ơi mẹ từ giờ quá khổ vậy, mẹ không biết sao mẹ tính điện cho cậu cậu buồn con mà mẹ không có khả năng là mẹ mở lời được hết trơn, ngại dữ lắm. Em ngại dữ dằn lắm em. Ngày hôm nay á thật là tìm cái nơi ở của chị cực kỳ khó luôn. Em cảm ơn anh nhiều lắm thiệt, anh nhiệt tình với em thiệt, em vui dữ lắm thiệt. Em mừng tại vì hơn là gì thiệt, em quá trời em mừng luôn. Khó khăn đối với em thì nó không thành vấn đề, nhưng mà khó khăn đối với chị và các bé. Cái nơi ở của mình cố định bây giờ cũng không còn nữa, phải chưa biết mai này mốt nọ mà em cũng giờ đó. Em cũng giờ nếu mà có giờ em cũng vòng vòng Hồng Ngự nè à. Chứ em cũng không có đi khỏi Hồng Ngự đâu. Cứ lên đên sông nước hoài vậy là thứ hay là khó khăn ghê á, quá thương cho các bé, nó tụi nhỏ nó cũng không biết gì ạ. Thanh thì hôm trước em gặp Thanh, Thanh nói là mẹ con bây giờ khổ hơn lúc trước nữa, kiếm tiền lên Bình Dương làm đó, con cái thì mỗi đứa một nơi, bây giờ chồng thì ở tù, một mình nuôi hai đứa con nhỏ vậy. Em khổ bằng đêm đi, em nấu ăn lẽ giờ em mua chai thuốc em đổ mẹ cho chứ hai đứa này cho chết em chết theo luôn chỗ xong rồi. Em nghĩ là cuộc đời em sẽ vô phước khổ thế ghê luôn thì chưa thì mấy khổ chứ này khổ hơn chứ chứ. Chắc là ba bệnh, ông ngoại tôi nói bệnh rồi không ấy. Em bệnh, em trong ngày em cũng bệnh lúc này mà em cũng gác lướt em dây làm đêm, em cũng nhìn phạt ngoài cho nó khỏe trong người đừng em nuôi cho tụi nhỏ này nó lớn rồi nó làm gì nó làm cũng được. Giống như Nhi với Nhân Thanh vậy đó. Khuyên mẹ đi mén. Nói mẹ đi, nói mẹ đừng khóc. Mẹ ơi đừng có khóc. Em nhớ tên làm chồng em bị 6-7 tháng này đêm nào em làm em cũng khóc chứ. Thậm chí tối nè, em phải làm thêm cái này đừng kiếm tiền. Em tắt dòng đừng kiếm tiền á. Em mẹ con lấy này ra cho em. Em tắt dòng cho người ta đừng kiếm tiền. Một dòng diễn ngàn nè. Đừng không? Nè một dòng diễn ngàn nè. Một dòng diễn ngàn mà người ta làm sẵn cho mình gì nè. Người ta làm cho mình gì nè, mình quấn giấy kiến vô. Cái này là để lót dưa hấu đúng dạ, không? Dạ nè quấn giấy kiến gì nè. Đưa đây mẹ. Ủa đưa đây mẹ coi. Kéo liền quá. Đừng ngồi với em. Con làm giới. Mẹ uống con, nhìn nè. Con làm giới. Không có, đừng. Làm thêm, đừng kiếm thêm. Một vòng vô 1.000. Đưa. Trời ơi. Đừng có quậy coi. Nè quấn vô gì nè. Nhìn nè. Dạ em hiểu rồi. Quấn gì nè. Cho nó ngủ rồi xong bắt đầu em làm. Làm tới mấy giờ? Em làm tới chơi 10 giờ, 11 giờ em mới ngủ. À. Vậy đó. Đừng có quậy con. Ngày quấn được, đêm quấn được mấy vòng? Cứ 20 vòng cũng chừng. Còn 20 vòng, 30 vòng cũng chừng. Đây là cái cuộn gơm á cô bác của anh chị. Cục gơm á. Cái cuộn gơm này người ta quấn cái dây chì rồi, dây chỉ rồi. Dây chỉ rồi rồi em mới quấn kiến rồi vô. Sau đó là mình sẽ quấn kiến này. Và cái công việc của chị Nguyệt đó là quấn kiến này là 1.000 một vòng như thế này. 1.000 một vòng. Bao nhiêu phút mới được một vòng? 10 phút, mười mấy phút lận. Vậy hả? Dạ. Để hai đứa cho ngủ xong. Ngủ nữa. Xong rồi em mới quấn. Chứ nó quậy gì sao em quấn được đó, quậy gì đó. Thông tin với cô bác của anh chị là Bùi Hồ cũng có nhận được tin nhắn của chú Kevin Trần á, là nó gặp chị Nguyệt mua hỗ trợ một số nhu yếu phẩm như sữa cho các bé. Tuy nhiên là kiếm chị là khó, rất khó, ngày hôm nay kiếm được thì cũng rất mừng. Và chắc có lẽ là bao nhiêu đó thì cô bác của anh chị cũng hiểu về bế tắc của một gia đình ha. Con thì đi mỗi đứa một nơi, chồng thì đi tù, hai đứa nhỏ ôm con thì bán số sinh sống, sống trên ghe. Mai đây múc đồ nọ, nãy giờ vừa hồi ngồi trên đây chống mặt kinh khủng luôn á, không quen vì say sóng em thì quen rồi, nó cứ lắc lư hoài á.
chị. Hôm nay thì trước mắt á là em thay mặt cho chú Kevin Trần á, dạ, gửi cho chị 1 triệu. Thì chiều nay có đi bán vé số á, dạ, thì chị mua giùm em một thùng sữa, dạ, ha. Dạ. Rồi mua đồ ăn cho các bé ấy, dạ, với tả nè, chú, dạ, Kevin Trần ít, dạ, mày gửi cho chị trước, dạ, chức vị của chú á. Em có cảm ơn cậu Kevin Trần với mình Mạnh Thường Quân, cảm ơn rất là nhiều. Ừ. Có số giờ mua đồ cho con đồ này kia rồi mình khỏe luôn. Em cảm ơn anh Bùa Hồ luôn. Ừ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị. Dạ. Trời không biết nói là sao luôn á. Có chỗ ở ổn định rồi nhưng mà cứ dời tới dời lui rồi á. Rồi, có nói lời nào với chú không? Nói vậy nó lớn lên. Mẹ. Nói cảm ơn cậu gì đó. Cảm ơn cậu. À, rồi sao nữa? Mẹ. Sao mẹ nói quên rồi. Nói đây. Rồi thôi được rồi. Cố gắng ngoan nha chưa? Rồi thôi một lần nữa này chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Và thời gian sau thì Bùi Hồ cũng sẽ lên thăm gia đình của chị. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chị ha. À, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần ở Mỹ đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình của chị Nguyệt ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau.